Thưa quý vị, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách. Mỗi khi gặp những người hoạn nạn hoặc là có số phận kém may mắn thì chúng ta sẽ cưu mang hoặc là giúp đỡ. Sau đó thì việc cho tiền những người ăn xin cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người cảm thấy lấn cấn khi mà rút tiền ra để cho những người ăn xin, bởi vì họ không biết rằng lòng tốt của mình liệu có đặt đúng chỗ hay không? Người ăn xin đó có đúng là có hoàn cảnh nghèo khó hay không, hay chỉ là đang giả vờ để đánh vào lòng thương hại của người khác? và mới đây thì để giảm bớt tình trạng ăn xin tràn lan như hiện nay chính quyền thành phố hồ chí minh đã phải kêu gọi người dân không trực tiếp cho tiền người ăn xin và đây cũng chính là chủ đề của chuyện tối nay cùng với khách mời của chương trình xin được giới thiệu tiến sĩ hoàng trung học trưởng khoa giáo dục học viện quản lý giáo dục xin chào bạn vâng xin được cảm ơn tiến sĩ hoàng trung học đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi À, thưa anh để nói về câu chuyện nên hay là không nên cho tiền người ăn xin thì cũng không phải là một câu chuyện mới vậy thì trước tiên thì xin được hỏi là bản thân anh đã bao giờ mà mình cảm thấy lấn cấn và băn khoăn uh, trước cái việc là rút tiền ra để cho những người ăn xin bởi vì mình không biết được rằng là lòng tốt của mình đặt đúng chỗ hay không hay chưa ạ ừ. thực ra câu chuyện về cho tiền người ăn xin hay là người hành hành khất ý, nó không phải là cái câu chuyện gì mới mẻ cả tôi vẫn còn nhớ là khi tôi còn nhỏ ở quê tôi thì cái lúc đó cái tình trạng người ăn xin hay người hành khất phổ biến lắm có những ngày mà tôi ở nhà là một ngày là có đến hai ba người vào để xin ăn xin có những người rất là tội nghiệp đấy, người ta già cả khó khăn rồi thì có cả những người mà tàn tật thế thì lúc đó mẹ tôi vẫn thường nói rằng là uh, cho họ chia sẻ với họ một một bát gạo và tôi lấy gạo ra để để cho những người hành khất như vậy thì ngày xưa cái chuyện đó là cái chuyện cũng khá phổ biến ở quê nhưng bây giờ sau một thời gian thì có vẻ nó hơi giảm xuống nhưng bây giờ ở một số cái thành phố lớn thì cái tình trạng người hành khất người ăn xin nó lại phổ biến hơn cá nhân tôi thì bây giờ là đôi khi tôi vẫn gặp những đứa trẻ hoặc những người tật nguyền những người khó khăn thì đôi lúc là cũng cũng chia sẻ với họ một chút tiền rất là nhỏ thôi à, và, và 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 cũng nghĩ rằng là cái điều đó là cái chuyện bình thường nhưng có một lần thì tôi có nghe một cái anh bạn anh mới nói nói đùa với tôi là bảo là ông 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 như thế nhưng ông có biết không tức là có người người ta kể là ra gặp hai người hành khất nói chuyện với nhau là hôm nay là có đi xin được nhiều không thế ông kia bảo là không ăn thua tôi cũng đang định xin để về xây nốt cái tầng 2 thế nhưng mà nghe chừng là thế này thì cũng hơi khó khăn quá thế thì cái đấy chỉ là một câu nói đùa nhưng mà anh bạn tôi muốn đặt cho tôi một cái câu hỏi là cái lòng tốt của chúng ta có thực sự là là đúng hay không hay là chúng ta đang đi để chúng ta chúng ta bị lợi dụng cái hành vi đó bị lợi dụng và sau đó thì tôi cũng giật mình và 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 tôi nghe những cái câu chuyện mà nó cũng không không thực sự hay ho về cái 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 hành vi này và đôi lúc là mình cũng chắc ẩn và cũng phải nói thật là khi mà mình giúp đỡ và có những người đến đến hành khất đến xin ăn mình Thế nhưng mà mình thấy rằng họ rất khỏe mạnh thanh niên rất khỏe mạnh và thậm chí còn khỏe mạnh to khỏe hơn cả mình thế thì những những người ấy là tôi không cho bởi vì tôi nghĩ rằng là thanh niên khỏe mạnh như thế thì phải đóng góp sức lao động vào để tạo ra cái củ cải vật chất cho xã hội. Nhưng mình cũng đang lao động để làm cái việc đó thì không có lý do gì mà mình lại phải 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 bỏ tiền ra mình cho những người như thế cả. Và những lúc như đó, những lúc đó thì là là tôi thực sự nghi hoặc về những cái hành động của những người hành khất này. Dạ vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều người họ cũng cảm thấy khá là nghi ngại khi mà không biết được rằng là hoàn cảnh thực sự của những người ăn xin có đúng như những gì mà họ nhìn thấy hay không hay là bản thân lòng tốt của mình lại đang bị lợi dụng. Và cũng chính vì tình trạng đó mà mới đây chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã phải khuyến nghị người dân là không trực tiếp cho tiền những người ăn xin. Vậy thì theo tiến sĩ lý do vì sao mà thành phố Hồ Chí Minh lại phải đưa ra khuyến nghị này ạ? Tôi thì tôi cũng chưa nghiên cứu kỹ cái khuyến nghị này. Thế tuy nhiên là tôi thì tôi hiểu về cái tinh thần của nó nhiều hơn. tôi nghĩ là có lẽ là những người quản lý xã hội trong thành thành phố Hồ Chí Minh ấy thì họ đang lo lắng là cái hành động chúng ta giúp cho những người ăn xin những người khất thực nó sẽ có thể kích hoạt những cái hoạt động này của những người hành khất nó làm cho tỷ lệ những người hành khất ở thành phố nó gia tăng lên và cái điều số 2 nữa là cũng phải nói thật là khi một thành phố mà cái có cái cái, cái mật độ có cái những cái người đi xin ăn và những người hành khất ở đó rất là đông ấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bộ mặt của đô thị, đặc biệt là những cái tuyến phố có đông người du lịch, uh, những người ngoại quốc ở đó, tức là người ta sẽ nhìn đi, người ta nhìn cái bộ mặt của thành phố đó như thế nào, người ta sẽ đánh giá uh, về an sinh xã hội ra làm sao và cái đấy là điều rất là đáng là lưu tâm. Tôi nghĩ rằng là với cái văn bản này ấy, thì là những người quản lý hành, thành phố muốn giảm cái tỷ lệ những người hành khất ở thành phố mình xuống, rồi thì muốn làm cho bộ mặt nó đẹp lên, nó ổn định trật tự xã hội ở đó tốt hơn và cũng còn một cái động cơ khác nữa. Tôi nghĩ rằng là có thể có những cái người lợi dụng cái hành vi này bởi vì gần đây thì tôi cũng nghe nói đến là có những cái tập đoàn mà người ta gọi đùa là tập đoàn cái bang đấy bởi vì đứng sau lưng những cái người đi hành khất đó có thể là những cái tổ chức thậm chí là tổ chức tội phạm bảo kê mà những người hành khất đó thực sự là diện là phải về phải nộp lại cho họ và những cái điều mà chúng ta giúp cho những cái hành khất đó thì không đến được với cái cuộc sống thực sự của họ và có thể đấy chính là những cái lý do mà thành phố muốn có những cái biện pháp rất là mạnh để làm giảm cái tỷ lệ đó xuống và thậm chí là quản lý xã hội tốt hơn, tránh những cái người ăn xin, những người hành khất như thế bị lợi dụng và để ổn định cái tình hình của xã hội. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu chỉ dừng lại ở cái góc độ của cái văn bản như thế thì cái giá trị mang lại những cái điều mà thực sự có thể giúp được cho ổn định cái bộ mặt đô thị rồi thì giúp được cho những người hành khất với đúng cái tinh thần là lá lành đùm lá rách thì nó không được nhiều, nó không được hiệu quả đó là tinh thần của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì cũng không ít người cho rằng là khi mà cuộc vận động này diễn ra thì đang đi ngược lại với cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách. À, vậy thì tiến sĩ nghĩ như thế nào về điều này ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu mà chỉ ở một cái khuyến nghị như thế và nếu mà trong công tác truyền thông, công tác tuyên truyền không làm tốt ấy, thì rất có thể nó sẽ bị hiểu sai đi. Nếu hiểu sai đi, hiểu sai ở đây là rõ ràng là một ý, là cái hành động hành khất, cái hoạt động đó là một cái hoạt động của cá nhân và chúng ta không có quyền cấm nó. Hai nữa là cái lòng tốt, cái lòng thương người của chúng ta, của mỗi người khác để giúp đỡ những người ăn xin những hành khách là tốt. Xuất phát từ cái đạo lý của dân tộc, xuất phát từ cái lòng chắc ẩn của con người, xuất phát từ cái tình thương người. Cái đó là rất đáng khuyến khích. Thế thì khi mà ra một cái khuyến nghị như thế nếu mà không hiểu được tinh thần của cái văn bản đó thì có thể bị hiểu sai đi. Và nếu mà chính quyền đẩy nó đi một cách gọi là thái quá thì có thể bị nhiều người hiểu lầm là dường như nó đang đi trái với cái đạo lý của dân tộc ta và dường như chúng ta đang trở nên vô cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn và cái điều đó là không nên nhưng theo tôi ở đây dư luận cũng nên hiểu cái văn bản đó theo đúng tinh thần của nó với cái mong muốn tốt nhất của những cái người quản lý xã hội là tạo ra một cái bộ mặt đô thị tốt hơn rồi thì quản lý được những cái hoạt động mà đứng sau những cái người hành khất đó đấy là những cái mà chúng ta cần phải cần phải hạn chế cần phải quản lý nó và không để có những hành động bị lợi dụng xảy ra thì theo tôi là tinh thần là tốt nhưng cách làm như thế thì có thể gây ra hiểu lầm và theo tôi nếu chỉ dừng lại ở cái góc độ đó thì là khó có hiệu quả. Dạ vâng, à, nói về câu chuyện này thì Đà Nẵng cũng đã thực hiện một cái giải pháp rất là hiệu quả đó chính là à, cấm những người ăn xin hoạt động ở trên các địa bàn. À, vậy thì theo anh thì tại sao Thành phố Hồ Chí Minh lại không áp dụng cái phương pháp này và à, có thể học hỏi được từ Đà Nẵng cũng như là các quốc gia khác như thế nào trong câu chuyện này để công tác được hiệu quả hơn ạ? tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ra một cái văn bản pháp luật mà để cấm ấy, tất nhiên tôi không phải là người làm về luật pháp tôi không dành về lĩnh vực này nhưng với những cái hiểu biết của tôi thì tôi cho rằng là cấm hành động ăn xin và cho người khác ấy, thì nó không được phù hợp lắm về mặt pháp luật và đặt ra vấn đề là không biết rằng là cái văn bản ấy nếu mà có nếu mà đưa ra thì liệu là nó có có có, có vi phạm vi hiến hay không Đấy, bởi vì cái quyền đi xin ăn đúng không là quyền của người khác. Còn quyền chúng ta có cho họ hay không là quyền của ta. Còn việc quản lý hoạt động ấy ra làm sao là việc của chính quyền. Thì tôi thấy rằng là đối với những cái hoạt động này, đối với những cái cái cái, cái hành vi này ấy, thì phải lấy cái hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động là chính, chứ không thể ra một cái cái quy định là cấm là cấm được. Bởi vì rõ ràng ở đây người ta không vi phạm pháp bác luật, người ta khó khăn thực sự và những người khó khăn thực sự cần phải được giúp đỡ và chúng ta cũng là những người tốt, những người gọi là có lòng chất ẩn thương người, chúng ta có nhu cầu làm từ thiện hỗ trợ những người khác thì đương nhiên chúng ta có quyền thực hiện cái hành động đó và hành động đó rất đáng khuyến khích bởi vì nó rất tốt, nó phù hợp với đạo lý của chúng ta. Thế còn lại là theo tôi thì cách làm ở đây thì là phải thay đổi cách làm để cho nó phù hợp thôi, lấy vận động, lấy tuyên truyền thì kinh nghiệm của một số nơi, một số nước tiên tiến trên thế giới người ta làm cũng rất là hiệu quả. Trên thế giới cũng có ăn xin cũng có hành khất chứ không phải chỉ ở đất nước ta đâu ạ. Thì người ta có thể người ta có thể vận động, có thể định hướng cho những người hành khất ở những cái khu vực và người ta khuyến nghị những người khác có thể thực hiện cái hoạt động từ thiện ở cái khu vực đó đấy là việc thứ nhất việc thứ hai nữa là người ta phải nắm rất chắc rất rõ những cái người hành khất những người lang thang những người hoạt động trên cái địa bàn của mình để xong sau đó là người ta có những cái phân luồng rất rõ dạ vâng. ví dụ những cái người mà có sức khỏe à, có thể lao động tốt thì chính quyền và à, các cái cơ quan chức năng phải giúp đỡ cho họ để họ có ta thể công việc làm, có nghề, có công an việc làm, đúng không ạ? thế ạ. Đó là những cái bài tốt. học mà rõ là Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác của chúng ta hoàn toàn có thể học tập theo để có thể là vừa quản lý tốt được bộ mặt đô thị, lại vừa có thể mang tới cuộc sống an sinh tốt hơn cho những người khác và để đặc biệt là cái lòng tốt của chúng ta không bị lợi dụng nữa. À, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Trung Học đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào các bạn. Và tới đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.